Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khác với Matthew một chút, Tin mừng Luca thuật lại việc Chúa Giêsu nói về các mối phúc và những mối hại, hay là những lời khốn cho các ngươi, là như là một cái gì đó nói lên cái lời nguyền, hay là cái sự bất hạnh của chúng ta. Và chúng ta thấy nó là một cái gì đó rất là nghịch lý trong cuộc sống ngày hôm nay. Đâu có ai nói nghèo khó, đau khổ, khóc than là một mối phúc đâu. Ai trong chúng ta cũng muốn thoát nghèo, ai trong chúng ta cũng muốn sung sướng, và không ai trong chúng ta muốn khóc hết. Nhưng cũng chính vì thế, có lẽ cũng chính vì thế mà chúng ta khao khát ngược lại. Mình muốn giàu, mình muốn sung sướng, mình muốn hạnh phúc, và mình muốn không bao giờ phải khóc. Vì mình sợ rằng khi mình khóc, mình đau khổ, mọi người sẽ nhìn thấy mình bất hạnh. Vì mọi người cho rằng nghèo là bất hạnh, mọi người cho rằng đau khổ là bất hạnh, mọi người cho rằng khóc than là bất hạnh. Nhưng thực tế trong cuộc đời chúng ta, thưa anh chị em, nếu mình nhìn lại, mình thấy chúng ta sinh ra đã như thế, chúng ta kết thúc cuộc đời cũng như thế. Mình sinh ra nghèo, đúng không ạ? Mình sinh ra đâu bàn tay trắng, trần truồng. Mình kết thúc cũng như vậy, nghèo. Mình đâu có mang gì được, bất cứ cái gì theo mình đâu. Mình sinh ra khóc, đúng không ạ? Không khóc là mình chết. Đứa bé nó không khóc, bác sĩ cũng phải vỗ cho nó khóc để nó thở được. Mình không khóc là mình chết. Và khi mình chết, mình cũng khóc, người thân mình cũng khóc. Trong cuộc đời chúng ta, tiếng khóc, cái nghèo nó đi theo mình. Nhưng cái nguy hiểm là gì? Khi mình gạt bỏ nó, mình không chấp nhận nó là một phần của cuộc đời mình, và mình dùng những thứ khác như là cùng đích của cuộc đời mình để che đậy nó, để đảo ngược nó. Ví dụ như mình tìm cách giàu có để chứng minh là mình không có nghèo. Và nhiều khi giàu có là cùng đích của đời mình, nên mình lo, mình giữ của cải vật chất và chạy theo nó bất chấp cả mối tương quan, cả tình thân. Nhiều khi mình chạy theo tiếng cười, mình chối bỏ những giây phút mình phải đối diện với đau khổ, tiếng khóc của mình. Tại sao người ta khóc? Vì người ta đau trước một cái gì đó. Tại sao người ta khổ? Người ta đối diện với mất mát, với yếu đuối, với tội lỗi của mình, người ta đau khổ. Vì thế nếu mà mình chối bỏ nó, mình không có nhìn nhận cái sự thật về con người mình trong cuộc đời của mình. Cũng chính vì thế mà chúng ta thấy Chúa không ngại đối diện với cái nghèo. Chúa nghèo cho chúng ta, để khi chúng ta nghèo, chúng ta biết mình cần Chúa, mình có Chúa bên mình. Chúa khóc với chúng ta trong đau khổ của chúng ta, và Chúa khóc với
cái giây phút Chúa phải đối diện với đau khổ của chính Chúa khi anh em bạn hữu của Chúa bỏ rơi Chúa, đối diện với thập giá một mình. Hôm nay tôi có một kinh nghiệm rất cảm động thưa anh chị em. Tại vì có lẽ anh chị em cũng nghe nhiều qua truyền thông, qua lời chia sẻ của cha tổng đại diện về sức khỏe của Đức Hồng Y Mẫn. Ngài trong những ngày cuối đời và Ngài đang nằm trong bệnh viện, trong hồi sức cấp cứu ở bệnh viện. Và ai cũng lo cho Ngài, cả giáo phận cầu nguyện cho Ngài. Vì những giây phút này Ngài rất là, Ngài phải thở máy rồi nằm trong hồi sức cấp cứu. Thì từ ngày Chủ nhật là Ngài đã có những triệu chứng nặng rồi, nên ai cũng lo. Thì hôm qua tôi nhận được, thì Đức Cha Phêrô Ngài cũng thương Đức Hồng Y, Ngài lo cho Đức Hồng Y, Ngài mới liên lạc với tôi, Ngài nói Ngài muốn vào thăm. Thì sáng hôm nay tôi dắt Đức Cha Phêrô vào thăm Đức Hồng Y. Khi Ngài vào thăm khoảng 9 giờ rưỡi sáng, 10 giờ, khi tôi dắt Đức Cha Phêrô vào trong phòng chăm sóc đặc biệt đó, thì Đức Cha Phêrô vào không nói gì hết, Ngài chỉ nắm lấy vai Đức Hồng Y thôi. Thì tôi mới ghé vào tai Đức Hồng Y đấy, tôi nói đó, Đức Hồng Y ơi, Đức Cha Phêrô tới thăm Đức Hồng Y nè. Ngài mở mắt ra và Ngài cười anh chị em. Ngài cười tươi, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười cười tươi như thế nơi khuôn mặt Đức Hồng Y trong những thăm tháng Ngài bệnh. Và không ai hỏi gì, Ngài nói với Đức Cha Phêrô, tôi bị đau, tôi bị tắc ruột, tôi ăn cái gì nó cũng phải trào ra hết, nên người ta đưa tôi vô đây. Ngài tâm sự, rồi Đức Cha không nói gì hết, cười với Đức Hồng Y, rồi nắm lấy tay Ngài, xoa bóp cho Ngài. Tôi nhìn cái cảnh tượng nó rất là cảm động thưa anh chị em. Nhưng trên đường về, anh chị em biết lúc về đó, tôi nói với Đức Hồng Y, tôi nói vào tai tại Ngài nhắm mắt, nói Đức Cha Phêrô chào Ngài về nè. Đức Hồng Y giơ tay ra, thò tay từ trong mền, thò ra với để bắt tay Đức Cha Phêrô, rồi mới cho Ngài về. Trước đó không bao giờ có chuyện đó anh chị em. Những lần khác thăm, Đức Hồng Y chỉ nhắm mắt, hỏi gì Đức Hồng Y gật đầu hay là lắc đầu thôi. Nhưng mà đây lần đầu tiên tôi thấy một cảnh tượng người cha với tay nắm lấy tay Đức Cha Phêrô, nắm lấy tay tôi, bắt tay, bóp bóp tay nữa. Trên đường về tôi rất là cảm động anh chị em. Tôi nghiệm ra điều này cho anh chị em. Cuộc đời Đức Hồng Y là cuộc đời nghèo. Bây giờ Ngài không có gì hết. Dĩ nhiên, với chức vụ của Ngài, nhiều người nhìn lên Ngài. Nhưng mà đây là trong những giây phút cuối cuộc đời Ngài, không có gì trên người ngoài những sợi dây. Nhưng mà đây là giây phút hạnh phúc của Ngài, vì có người bạn hiểu được Ngài. Tôi nghĩ cuộc đời mai mốt đến phiên tôi cũng hy vọng được như vậy. Khi mình không còn gì trên tay, thậm chí chỉ là cái mền đắp trên người thôi, nhưng mà nếu mình có một người bạn hiểu được mình, hiểu được cái tâm tư của mình, hiểu được ước mơ của mình, hiểu được cái nguyện vọng của mình, cái tầm nhìn của mình, đứng bên cạnh mình im lặng là đủ. Và mấy ai trong cuộc đời chúng ta có được người đó anh chị em. Và tôi nghĩ Đức Hồng Y Mẫn Ngài chờ đợi cái giây phút đó. Và có lẽ Ngài hiểu, Ngài biết rằng trong cuộc đời của Ngài có người anh em linh mục hiểu mình, đồng hành với mình, sát cánh với mình, hiểu được cái tâm tư, cái tầm nhìn cho giáo hội của riêng mình. Nên Ngài cảm thấy bình an, Ngài cười, Ngài bắt tay, Ngài chia sẻ, mà không phải không đợi ai hỏi hết. Không đợi ai hỏi hết. Có lẽ đó là mỗi phút nghèo, nhưng mà chúng ta có bạn. Chúng ta có bạn trong giây phút mình nghèo nhất, nhưng mà người bạn vẫn ở bên cạnh mình, vẫn tìm đến mình, vẫn thăm hỏi mình. Nhiều khi chúng ta thấy mình sợ nghèo vì người ta sẽ quay lưng với mình. Mình sợ đau, mình sợ xấu hổ, mình sợ
đối diện với cái tội của mình. Mình ráng mình che đậy vì sợ người ta biết người ta sẽ quay lưng với mình. Mình sợ phải khóc vì khi mình khóc mình lòi ra cái yếu đuối của mình, mọi người sẽ chế cười mình, cho rằng mình không mạnh mẽ đủ. Và chúng ta sống trong cuộc đời này, nhiều khi mình cứ phải giả vờ. Mình phải giả vờ như mình không buồn, mình giả vờ như mình không khổ, mình phải đè nén giọt nước mắt, và thậm chí mình phải tìm cách chứng minh với mọi người rằng tôi xứng đáng để mọi người phải đến với tôi qua cái giàu của tôi. Nhưng đối với Chúa thì khác. Và cuộc đời chúng ta, thực tế cuộc đời của chúng ta rất khác. Chúng ta chỉ có phúc khi chúng ta hiểu được rằng khi mình không có gì hết, vẫn có ai đó sẵn sàng bên cạnh mình. Khi mình không còn chức vụ, không còn quyền hành, không còn gì hết mà mình đau khổ, bệnh tật, vẫn có người thăm mình. Nhưng hơn bao giờ hết, khi tất cả mọi sự mình không có trắng tay đó, mình vẫn có Chúa bên cạnh mình. Vì Chúa cũng trần truồng, đau khổ, khóc và chết với mình, chết cho tội của mình. Đâu có ai làm điều đó cho một con người như mình đâu, trừ Chúa ra. Mà nhiều khi mình lại quay lưng lại với Chúa. Mình lại cảm thấy mình không cần Chúa vì chuyện đó. Mình tìm những thứ khác. Vậy bài tin mừng ngày hôm nay như nhắc chúng ta trở lại. Chúa đặt câu hỏi thật với chúng ta. Trong cái nghèo của con, ai ở bên con? Ai ở cùng con? Trong sự xấu hổ vì con vấp phạm, con sai lầm, con thất bại, ai ở cạnh con? Những lúc con khóc than vì mất mát, vì yếu đuối, ai ở với con? Nếu con không dám ngồi với những giây phút đó của cuộc đời con, ai sẽ ngồi với con những giây phút đó? Nếu mình không dám ngồi với cái nghèo, cái khổ và cái khóc của mình, nước mắt của mình, thì ai dám ngồi với mình? Và tất cả cuộc đời chúng ta, mình khốn là tại vì mình chạy trốn, mình tìm cái khác để đắp vô nó. Và Chúa nói với chúng ta, chỉ khi mình dám ngồi với cái đó, với yếu đuối, với đau khổ, với mất mát, với cái nghèo của mình, mình mới nhận ra Chúa vẫn đang luôn ngồi đó bên cạnh mình. Amen.